Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình đến từ thương hiệu của Gian. Ở đây là chiếc Gian XTC 800. Chiếc xe cao cấp mới về tại cửa em, dòng xe địa hình leo núi. Sử dụng bộ cấu hình của DOG các bác nhé. Bộ khung alloy siêu nhẹ. Em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu tông màu chủ đạo màu đen. Những đường sơn vạch chỉ xanh và vàng làm cho xe khỏe. Cảm giác rất là góc cạnh các bác nhé. Vào đề mẫu Gian XTC 800. Các bác có thể lên Google và search thêm về mẫu xe này. Chiếc xe mình đã hình thức còn khá là tốt. 85-90%. Khung nhôm aluminum. Alloy XL các bạn nhé. Thông thường những chiếc xe Gian chỉ có bộ khung alloy XX thôi. Và đây chiếc xe có khung alloy XL. So bộ khung này nhẹ và bền hơn so với chiếc xe không có bộ khung alloy X thông thường. Còn công nghệ nhôm này thì em đã giới thiệu sơ qua, là một công nghệ nhôm làm độc quyền của Gian. Bánh 2775. Bộ bánh lốp là 2775 các bác nhé. To hơn 26. Rất nhiều bác đã nhắn tin hỏi em về bộ chiếc xe 2775 địa hình. May là một chiếc. Cấu yên nguyên zin của Gian, zin còn rất là mới thôi nhé. Kia có lớp vải thám khí các bạn. Cần dây ôm sườn cao cấp. Xe cao cấp thì Gian họ đã cho đi hết dây ôm sườn. Ghi ôm cổ phốt nguyên zin của Gian. Các bác thấy tất cả xe đều nguyên zin đồng bộ. Đây là cao su của Gian. Đây chữ Gian này. Khóa tóc hành trình trên tay. Các bác có thể là khi mà các bác không cần dùng sóc nữa, các bác có thể khóa ngay trên tay đây và mở ra cũng trên tay, rất là tiện dụng. Không phải cúi xuống đây để vặn nữa, không phải vặn thế này nữa. Giảm sóc nguyên zin của Gian. Cái bộ giảm sóc này thì các bác có thể đi được những đường không đường xấu, đường đồi núi mà không sẽ giảm bớt sự đau tay. Đi đường bằng thì khóa sóc à. Lốp nguyên zin của Gian. Có chiếc xe này vẫn giữ được bộ lốp nguyên zin của Gian luôn. Máy ơ thì vẫn là của Gian. Cả đồ đều zin theo xe các bác nhé. Lốp còn hình thức rất là mới. Còn đi được rất là lâu nữa. Thế bên trên đây thì xe được sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano Deore. Đây là một cấu hình gần như là phần cuối của dòng địa hình của dòng Touring. 10 tầng lip và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Quay bộ phanh dầu của các xem. Của Shimano các bác nhé. Ngã. Tay nắm sừng. Có sừng này của Gian, logo của Gian các bác nhé.
đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa trục rỗng các bạn nhé. Gạt đĩa của Shimano DOT và trên xe ghi size F. Bây giờ sẽ đo chiều cao không đúng của xe. Vâng, và xe có chiều cao không đúng là 42, 42, 43. Khung ngang là 51, 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Cái dòng địa hình thì các bác trên 1m7 cũng thể đi vừa. Sẽ được trang bị củ đề của Shimano DOT cao cấp 10 tầng lít lên lít. Nó sẽ đấu rất tốt các bác nhé. Cái đủ đến 3 tầng, đủ đến sửa tốt. Xuống đĩa, lên đĩa. Còn chiếc xe có một lỗ nhỏ nào. Đây là đồ ở bên di theo xe XTC 800. Một chiếc xe địa hình cao cấp đến từ thương hiệu của Giang. Và chiếc xe được bán tại G&M mức giá là 9.8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bỏ hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 903 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Trên YouTube theo dõi anh kia xe đạp, nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại của anh em. Xin chào các bạn theo dõi video.